lăn lách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Hồng Vân và Quốc Hường xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Thì em thuê một chiếc xe 16 chỗ xe dù đó, là một chở một mình em thôi. Giờ bây giờ anh không, em không biết anh chạy như thế nào mà anh chạy về tới quận 9 sớm nhất cho em, là nguyên xe này em sẽ bao. Wow. Thì em chạy về tới nhà thì không biết khoảng 3:30 sáng gì đó mà cái xe nó khét lẹt. Để thấy người, cái người yêu mình sốt rất là cao. Thế là hát cái bài sinh nhật em, cầm đàn guitar hát luôn, xong mấy ông kia văng hết rồi. Mấy ông kia văng hết rồi. Ở giờ kinh khủng luôn, đi làm về là chỉ được đá đôi giày ra là bay lên giường nằm. Không tắm, không gì hết. Bổ phế Nam Hà, trừ ho, hóa đờm, bổ phổi, thương hiệu quốc gia Việt Nam. Kính thưa quý vị, để không để quý vị chờ lâu hơn nữa, mời quý vị chúng ta cùng cho một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Em chào hai anh chị. Rồi, trước hết là cảm ơn hai anh chị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Quốc Thuận, mời hai anh chị giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả, xin chào Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Là mình tên là Đỗ Huỳnh Văn Huy, hiện mình đang là công tác ở tại Bệnh viện Đa khoa An Phước, Sài Gòn 2. Và Huy năm nay là 48 tuổi. Em mời chị. Dạ, em tên là Lê Thanh Nga, 45 tuổi. Em là bác sĩ và hiện tại em đang có một cái phòng khám không đồng và một cái nhà lưu trú không đồng dành cho bệnh nhân nghèo tại thành phố Thủ Đức. Wow. Vậy là chị em mình ở chung một thành phố. Thế về chuyên khoa của em là về trước đây thì em là chuyên khoa tai mũi họng và gia đình em thì truyền thống là bên y học cổ truyền và ông xã em cũng là y học cổ truyền nữa. Em bây giờ hầu như em điều trị về không dùng thuốc. Mình vận dụng y học cổ truyền nhiều. Dạ. Bây giờ là em chữa về y học cổ truyền thì bệnh gì em cũng chữa ạ. Xương khớp tất cả mọi thứ đúng dạ. không? Không, mình sẽ trước hết là hỏi anh chị dạ. là năm nay là đã kỷ niệm bao nhiêu năm ngày cưới rồi? Dạ được 22 năm rồi ạ. Dạ. Vợ chồng em một cháu, năm nay cháu 21 tuổi ạ. Dạ. Cháu trai hay là cháu gái? Dạ, cháu trai. Cháu đang ở Mỹ học với ông bà ngoại ở bên đây. Rồi bây giờ chúng ta quay cái đồng hồ thời gian lại mấy chục năm trước đây. Hả? Cơ duyên nào mà anh chị lại gặp nhau? Ngày trước thì Huy có lập thêm một cái bên về công ty du lịch. Mình làm về bên điều hành tour, tức là mình sẽ quản lý tất cả các xe. Đó là vợ có đi học thêm cái ngoại ngữ của trường ngoại ngữ Dương Minh. Thì lúc đó đi khoảng 26 xe, 45 chỗ thì đi Phan Thiết. Đi thì bình thường, lúc về thì không xe nào cũng hư, xe bíp nó hư. Trời Phan Thiết thì trời rất là nắng, mà xe hư ngay chỗ cái tủ kem. Thì cái xe vợ hư, vợ nói rồi anh điều hành ơi, anh mua cho một cây kem. Thì sao là đem một cây kem lên trên một cái xe mà 45 người được thì phải đem hết cái tủ kem lên. Thì lúc đó là làm gì? Là em luôn đó. Em mão nguyên cái tủ mão kem luôn. Dạ vâng. Trời ơi. Rồi con giúp anh điều hành ghê luôn. Hên luôn. Nhưng mà bù lại thì em cũng có vốn liếng bự. Nhưng mà để lấy được cái số điện thoại của cô này cũng là một cái hành trình. Và trong cái nhóm của vợ đi á thì có một cái bạn là nếu mà mình cứ cho ăn là bạn sẽ khai sự thật. Thì bây giờ đi đường thẳng không được thì mình đi đường vòng. Thì mình gặp bạn đó thì mình cho thêm 2 cây kem nữa để mình lấy được số điện thoại của riêng bạn đó được 2 cây. Dạ, bạn đó khoảng 100 mấy ký đó. Như lần đó em có nhớ là anh đưa cho em cây kem có vị gì không? Dạ hầu như là em cũng không nhớ, là không có ấn tượng gì với bạn này hết ạ. Đó rồi sao nữa? Sau về đó một tuần á thì thấy bạn này, bạn gọi điện cho em, bạn này hỏi là nhà em ở đâu ấy, thì mời em đi uống nước. Tại em thì em không quen đi uống nước với ai bao giờ luôn. Vệ tinh của em thì rất là nhiều, nhưng mà thời điểm đó thì em mới ra trường, em đi làm xong rồi em lại thấy em đi giúp mấy bạn, nói chung là giúp người nghèo đó, thì em làm thấy lương nó cũng không có bao nhiêu, thế em cũng là xin mẹ tiền em thành lập công ty về phân phối điện thoại á. Em nhiều việc quá em cũng không quan tâm đến ai nữa. Cứ gọi điện như vậy thì em cũng cho địa chỉ xuống, thì cái hôm đó bạn ấy xuống thì em thì cũng không có thói quen để mời nước ai. Đến nhà thì có nước ở đó thì cứ lấy uống thôi. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Có một cái đợt mình đã đang trên Đà Lạt. Lúc đó là mình đi với công ty công ích ở Bình Thạnh. Đi khoảng 5 xe. Thì vừa tới nơi lúc 6 giờ, còn gần 6 giờ chiều, là bố trí xong hết tất cả các phòng ốc cho hết tất cả các đoàn.
là khoảng 8 giờ là xong. Còn xong công việc là phải điện thoại về với người yêu, hỏi em khỏe không, điện thoại về cứ khều khều, hỏi ủa sao vậy. Em đang sốt mà nóng, mà cái lúc đó thì sốt nóng là rất là nguy hiểm. Ở nhà thì bố mẹ có công việc, không có ai. Ba lô của em á, thông thường đi hướng đi tour thì chỉ có một cái ba lô thôi chứ không phải vài bộ đồ cho nó thôi. Thì chưa có kịp lấy xuống là mặc luôn cái áo sơ mi thôi. Từ ở trên đó thì đi ra không có xe nào hết, chỉ ngày đó là chỉ có xe dù. Mà muốn có xe dù nhanh nhất là từ ở trên Đà Lạt phải đi xuống đèo Ren, phải xuống Đức Trọng. Em mặc một cái, em thuê một ông ba ôm chở, ông chở sổ đèo Ren xuống tới Đức Trọng. Thì em thuê một chiếc xe 16 chỗ, xe dù đó, là một chở một mình em thôi. Giờ bây giờ anh không, em không biết anh chạy như thế nào mà anh chạy về tới quận 9 sớm nhất cho em, là nguyên xe này em sẽ bao. Thì em chạy về tới nhà thì không biết khoảng 3 giờ 3 rưỡi sáng gì đó mà cái xe nó khét lẹt. Thì khi mà tới nơi rồi á thì em vô á để thấy người yêu mình sốt rất là cao. Là nhà lúc đó không có ai luôn. Không. Trời đất ơi, vậy đó hả? Thì bố mẹ em có mua nhà ở đó cho em ở, nhưng mà em không có ở một mình được, em sợ lắm. Thích ở với bạn bè. Không có chúng bạn ở đó để mua thuốc hạ sốt cho em. Dạ. Thì bạn nó hôm đó thì nó cũng đi tiệc sinh nhật sinh ấy gì vậy, với lại em ít khi em nhờ ai đi mua thuốc, em có sẵn. Vì cái bệnh tim của em là không có ai đi mua thuốc cho em được hết. Tại vì em lại còn thêm bị cái viêm họng đó. Thì nó bị sốt do viêm họng, em cũng nghĩ là nó không ảnh hưởng gì. Tại vì cái thời điểm đó em cũng đã hiểu được. Làm sao em vô được nhà để đó, mà em lo cho vợ? Tại vì tụi em rất là dữ kẻ. Em rất là dữ kẻ, tức là em không bao giờ mà chưa có sự đồng ý của phụ huynh là em không bao giờ vào nhà. Mình hiểu, rồi sao mà anh thì có cái vợ nói là đang sốt nóng lắm. Thì vợ kêu đi mua thuốc đi. Đưa thuốc thì đưa cái toa đó. Cái toa này thì em theo sự suy đoán của em sẽ chạy đi vào bệnh viện là nhanh nhất. Tại vì bệnh viện lúc nào người ta cũng sẽ bán thuốc. Rồi cái cảm xúc khi mà nhìn thấy bạn ấy tới nhà mình trong vào cái lúc mà tờ mờ sáng như vậy. Lúc đấy thì em cũng nghĩ như là một người bạn bình thường thôi, em cũng chưa có cảm xúc gì hết. Rồi đến khi mà nó cứ lặp đi lặp lại như vậy rất là nhiều lần. Xong rồi thời gian sau là các bạn nó tốt nghiệp đại học rồi, các bạn hết rồi, còn của mình em thôi. Thì cứ thấy bạn này ấy rồi buổi chiều thì bạn bè đến chơi, thì các vệ tinh đến chơi thì cũng 8-9 giờ đi về mất rồi. Thì bạn này cứ trực chiến đó đuổi không về cứ như. Xong rồi mình cứ hỏi là sau cái hành trình mà cứ lặp đi lặp lại như vậy á, mà em thì cực kỳ sợ ma. Xong lại bị một cái anh hàng xóm anh sang anh kêu là bây giờ em yêu anh đi chứ không anh em mà không yêu anh là anh ra ngoài đường anh đụng xe anh chết gì đó. Em không biết là chả biết anh để ý em từ hồi nào, lúc đó em rất là sợ. Thế là bây giờ bạn này á, bạn tới với em cái thời điểm đó thì chính vì cái sự lặp đi lặp lại, cái sự chân tình của bạn nó làm cho em sao động đúng không? Tự dưng ở đâu á trong lòng mình nó cứ trỗi dậy là cứ nhớ bạn này. Xong rồi là từ lúc đó thì gần vào cái dịp sinh nhật nữa, thế xong rồi đến tổ chức sinh nhật thì em cũng chả biết là bạn này bạn đang đặt bánh kem ở trong đó có những cái gì, em cũng biết là hoa các thứ. Thì tại vì em chỉ nói mời các bạn là đến cái nhà hàng đó dùng buổi sinh nhật của em. Thì hôm đó khoảng 40 bạn thì toàn là bạn trai không, còn có 2-3 bạn gái thôi, chuẩn bị sẵn rồi mà. Thế là hát cái bài sinh nhật em cầm đàn guitar hát luôn, xong mấy ông kia văng hết rồi. Đêm hôm đó là bạn này là sáng nhất. Dạ thì về tối bạn mới nhắn tin thôi ạ. Làm bạn gái của anh thì sau đó khoảng 2 tháng sau thì mới đi ra Phan Thiết chơi lại. Là cái kỷ niệm đó thì bạn này với ra ngoài đó tổ chức. Xong rồi hôm đó em đi em mỏi chân quá thì bạn nó để bạn cõng cho. Thế bạn cõng ra cái chỗ bãi rồi bãi biển rồi bạn tự cầu hôn ngoài đó. Cũng lãng mạn ha. Tức là cái đêm mà tỏ tình, cái đội đêm mà tỏ tình thì là có đồng ý chưa? Dạ lúc đó thì đồng ý rồi đúng không? Đó. Đồng ý thôi. Và 2 tháng sau là tỏ tình là cầu hôn luôn. Nhưng mà khi em yêu bạn này thì có gặp cản trở gì về phía gia đình bạn này không? Dạ có. Quen vợ cái ngày đó là em đi tour rất là nhiều, cho nên người nó vừa ốm mà nó đen mà nó xấu nữa. Mẹ của vợ cứ nghĩ rằng là em là cái người hướng dẫn hoa bướm rồi gì đó, sợ lo cho con gái. Dạ vâng, là dân du lịch. Người lớn nói thì em không có nói lại và em vẫn im lặng. Nhà bạn này thì bố mẹ ly hôn mỗi người một nơi. Rồi anh này anh cũng là một cái người nghị lực, tự đi học, tự lớn lên rồi trưởng thành. Nói chung là anh này có rất nhiều điểm cộng để em tin tưởng em ấy vào. Tại vì em mới nói với mẹ là
các bạn kia thì bố mẹ các bạn có điều kiện, thì sau này lỡ mà không may ấy thì con rồi bị yếu ớt như thế này. Nhưng mà tất cả những cái gì mà em cần là cần những người mà bên cạnh chăm sóc em thì hầu như bạn này có. Thì thời điểm đó thì bố mẹ em thì không đồng ý. Và khi mà hai vợ chồng em kết hôn thì là không có bố mẹ em. Nói chung là bố mẹ em đã từ bỏ bọn em mất khoảng gần 2 năm. Rồi sau khi bọn em có con rồi thì bố mẹ mới chấp nhận. Dài. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Đúng dạ. Rồi. Không. Cái chương thứ nhì của mình là cái chương mà gọi là vợ chồng sẽ nói với nhau những cái điều mà chưa hài lòng về nhau trong cái hôn nhân đó để mà góp ý với nhau để cho cái hôn nhân nó đẹp hơn. Mà tại giờ tụi em đẹp quá rồi, đẹp quá, không anh, hỏi. Anh không muốn hỏi cái phần đó luôn. Thành vợ chồng về nhà ở với nhau á, trời ơi, bạn này bạn bê bối kinh khủng, bê bối ở giờ kinh khủng luôn. Đi làm về là chỉ được đá đôi giày ra là bay lên giường nằm, không tắm không gì hết. Không đúng rồi chị, tại vì bên này là bác sĩ cho nên ta kỹ dữ lắm. Còn ông này cái cốt ông là dân du lịch, mà dân du lịch không phải, mình xin lỗi dân du lịch nha, có nghĩa là ta bận biểu đi cả ngày rồi về chính là vứt lung tung. Đúng không? Thì khi mà sau khi mà lấy vợ về, cho khi hàng xóm cũng không biết là ông chồng ở đây không nè. 10 giờ tối thì về và 3 giờ sáng thì đi. À, lúc đó vẫn còn làm du lịch. Dạ, cũng làm có chút à. Làm mấy tháng chị, nữa đi. Cái tật xấu là đi buổi sáng đi vô nhà vệ sinh chả biết cầm điện thoại vô trong đó một tiếng đồng hồ sau chưa thấy ra, gõ cửa đập đùng đùng, em lại sợ là đồ quỷ hay cái gì là em là hay ấy, cho nên cái nhà là sợ nhất cái đó. Với cái thứ ba nữa là lâu lâu ví dụ như là hai vợ chồng có tranh luận cái gì cái chả biết là chỗ cậu biết là cậu sai hay không, nhưng mà cái gì vòng vòng qua lại rồi em cũng đúng là anh sai, thế là tự ái bỏ đi, xách xe tắt máy bỏ đi, em không biết đường nào tìm hết, khóc quá trời. Em muốn chồng em thay đổi cái gì? Thì em muốn chồng em thay đổi là sạch sẽ gọn gàng hơn một chút, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì không được bỏ đi, xách xe bỏ đi. Rồi giờ tới em đó, giờ em có những cái điều gì mà em mong cổ thay đổi? Dạ, vợ em á thì rất là chỉnh chu, ăn cách nói và cách khuyên chồng, cho nên em cũng không còn phải vợ em phải thay đổi bất cứ gì hết. Ngày trước như thế nào rồi bây giờ như thế nào, nó không có khác gì hết. Anh Huy có khó chịu vì một cái tính nào của cổ không? Không, không cái có tính nào cũng đáng yêu hết. Kỷ niệm các anh chị đến với chương trình Vợ Chồng Son thì em mong anh có một là gì với chị ha. Dạ, chúng mình đã lấy nhau hơn 20 năm rồi. Cái cầu hôn là đầu tiên á thì anh cầu hôn em ở tại bãi biển. Cũng nhiều năm qua rồi. Em có nhớ là cái nhẫn của mình em bỏ ở đâu không? Anh chỉ trăn trở hoài, cho nên anh phải lục tung cái nhà lên và anh tìm lại cái nhẫn mà anh cầu hôn. Bây giờ thì anh cầu hôn lại lần thứ hai. Em đồng ý làm vợ anh nữa. Yeah. Wow. Trước đây á là bạn ấy cầu hôn em bằng cái nhẫn giả. 20 năm sau là thêm chiếc nữa. Sau khi đó là 3 năm sau bạn đã mua cho em một cái nhẫn. Xong bây giờ là cái... Vậy á. Trời ơi cưng quá. Rồi. Cứ vậy em, hoài nha. Đây nè, có một câu: em đồng ý làm vợ anh lần nữa nhé. Chồng khờ của em. Trời ơi. Em coi trên phim. Lúc mà đi ăn xong anh đang chở em đi ngoài đường thì tự nhiên nó: trời ơi em ơi, anh đau bụng quá, chắc anh phải đi vệ sinh. Cái em nói: ủa vậy hả anh? Tại vì em cũng thấy là mới ăn thiệt. Cái xong rồi cái ảnh chạy khách sạn, xong cái ảnh cũng đi vô vệ sinh, nó đi toilet bình thường. Thì ảnh đi ra cái ảnh kêu là: em đi tắm đi. Chẳng lẽ mình làm ổng mất hứng, mình đi về thì kỳ quá. Thôi cái em đi vô tắm đi. Em thấy ảnh đang ngồi chờ sẵn. Quấn cái khăn thôi. Thì mình cứ tìm hiểu đi, nếu mà hợp thì mình tiếp tục, còn không thì thôi mình quất ngựa chứ không. Mời quý vị chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai bạn. Em mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả xem đài. Em tên là Trần Anh Dũng, hiện nay 35 tuổi. Em làm nhạc công với lại xiếc ảo thuật. Là làm nghệ thuật. Giờ giới thiệu cái đi ha. Mời em. Em chào chị Vân, anh chào anh Thuận. Em chào quý vị khán giả. Em tên là Phương Vi, năm nay em 35 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh bất động sản. Thôi giờ trước khi chúng ta đến với những câu chuyện tình yêu, hôn nhân và gia đình
mời Dũng biểu diễn sương sương. Dạ em cũng xin biểu diễn vài tiết mục nhỏ. Ngồi đây. Wow trời ơi. Wow trời ơi. Nguyên mỗi cây. Nuốt. Này là xiếc, cái kia người ta là ảo thuật. Xiếc kia cái ảo thuật. Gì đây? Nó biến ra cái điện thoại bàn. Wow. Là chui qua điện thoại đó. Chui qua điện thoại luôn. Luôn. Em coi điện thoại em còn xài được không? Trời ơi, nó lủng rồi. Nó lủng cái điện thoại rồi. Dùng điện thoại không xài được. Trời ơi, Dũng đã làm nghề này lâu chưa? Dạ cũng được vài năm thôi anh. Vài năm? Dạ. Cái nhạc trống em đánh trống thì cũng được 20 năm. Vi, em mê ở cái ngạch nào nhất vậy Vi? Dạ thiệt sự là lúc mà lần đầu tiên gặp là không có mấy chuyện đó luôn anh. Vậy hả? Ổng biểu diễn gì chân mà giống như là cái lần đó cũng mắc cười lắm. Hai đứa tình cờ đi làm thì làm chung trong hội trường thôi, tham gia một cái sự kiện. Lúc mà ngồi ngoài hội trường thì hội trường đông lắm, cả ngàn người vậy đó. Mà tự nhiên lúc đó em mua ly cà phê, em mới ngồi xuống em đặt ly cà phê kế bên, em cũng không nhìn. Thì cái anh này anh cũng đang định ngồi lên ly cà phê của em, anh cũng không nhìn qua bên em. Cái xong em mới la lên, ủa ngồi với ly cà phê tôi kìa. Xong ổng hết hồn, ổng đứng dậy. Rồi cái ông đi mất tiêu. Tới lúc mà sự kiện diễn ra, đi vô hội trường thì mới biết là em với cái bạn này là có chung bạn chung. Xong cái em mới thấy là mấy bạn kia cứ nhờ cái anh này chụp hình. Tại lúc đó cái điện thoại anh này chụp hình đẹp lắm. Chắc cũng phải 50 người gì đó. Mà anh này anh tận tình lắm, chỉnh là phải đứng như thế nào, làm dáng ra sao, rồi chụp có tâm chụp mình có tâm đó. Rồi xong rồi cái tới lúc mà e rớt cũng có tâm nữa, cái đọc tên từng đứa ABCD đó mình cũng ấn tượng. Làm cái việc gì là đến nơi đến chỗ. Dạ rồi sao sau đó là về thì anh này có ad Facebook, thì anh có đăng một tấm hình chụp chung tất cả mọi người lên, có em trong đó thì tap em vô. Thì cả một tuần đó là cả hai người cũng không nói chuyện với nhau hết á. Ảnh mới đăng cái bài là hôm nay Marvel ra một bộ phim mới, có ai đi coi với mình không ta. Xong em định vô em đùa anh này, em mới comment nó là em nè anh, em nè anh. Ai ngờ ông inbox ông rủ em đi coi phim thiệt. Rồi em rồi có sao đi rồi, có đi không? Dạ em đi luôn. Dạ em đi luôn. Nhưng mà nhà em là ở quận mấy? Lúc đó là em còn đang làm việc ở dưới Long An. Anh này thì ở trên Bình Tân. Là em đi từ dưới Long An lên Bình Tân. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là cũng yêu quá rồi. Vậy là ấn tượng quá rồi. Em có biết nó từ Long An lên không? Lúc đó chưa biết luôn. Chưa tới biết khi luôn mà... đúng không? Chứ còn em biết là em sẽ gục ngã ngay từ buổi đi coi phim đầu tiên luôn đó. Rồi lên gặp nhau trong rạp rồi sao? Dạ lúc mà lên gặp nhau trong rạp á, tự nhiên mấy em có cái giống như linh tính kỳ lắm. Lúc mà anh này anh đứng mua vé, em đứng đằng sau lưng á, tự nhiên nhìn cái lưng của anh này cái em cảm giác là muốn dựa vào. Rồi nên... rồi vô gặp coi có dựa không? Vô gặp coi thì anh này anh chủ động trước. Lúc đó chưa có nói gì hết á chị. Lúc đó em nắm tay xong rồi cái này chụp luôn. Hùng. Mà mới lần đầu luôn đó. Em cũng ảo thuật thiệt đấy chứ. Đi coi phim mấy giờ mới xong? Dạ lúc đó em lên là 4 giờ coi phim cỡ 6 giờ tối xong. Sao tối rồi đi về liền? Dạ không. Chưa anh. chưa. Đi ăn uống nữa. Đi ăn. Lúc đó em đã biết bé từ Long An lên chưa? Lúc đó mới biết, em mới kinh ngạc. Lúc đó là em ấn tượng rồi đó. Đấy, thường là nữ cái kiểu mà yếu đuối lắm, đi xa là chắc chắn là không chịu chạy xe một mình. Thích mình lắm, thương mình lắm thì mới như vậy. Hoặc là đi ráp, hoặc là nhờ em đặt ráp giùm. Đi xe ra lên luôn. Rồi tối đó hai đứa đi đâu? Đi em để cho bạn. Lúc mà đi ăn xong anh đang chở em đi ngoài đường thì tự nhiên nó trời ơi em ơi anh đau bụng quá chắc anh phải đi vệ sinh. Cái em nói ủa vậy hả anh, tại vì em cũng thấy là mới ăn thiệt. Cái xong rồi cái ảnh chạy khách sạn xong cái ảnh cũng đi vô vệ sinh, nó đi toilet bình thường. Thì ảnh đi ra cái ảnh kêu là em đi tắm đi. Em đi tắm đi. Lúc đó em mới bắt đầu suy nghĩ, em nghĩ là giờ chẳng lẽ đi vô đây rồi á là ổng cái chiêu này cũng quen là ổng cũng có muốn cái gì với mình, mà bây giờ chẳng lẽ mình làm ổng mất hứng mình đi về thì kỳ quá. Thôi cái em đi vô tắm luôn. Tới và thở cái chiêu này là có sẵn luôn rồi, nhưng mà miễn là mình thương nhau thôi đúng đó. Không dạ sau cái đó xong rồi thì trong đầu em nghĩ đến điều gì đầu tiên? Em thì em nghĩ lúc đó là muốn dẫn về nhà. Có trách nhiệm liền, xẹt trong đầu liền. Còn em thì sao, sáng đó có ngại ngùng? Em ra riêng, em ở một mình, em đi làm cũng đã rất là lâu rồi. Cho nên là em cũng quen với cuộc sống độc thân và em tự làm hết mọi thứ. Thì lúc đó
em rất là mạnh mẽ. Là em lúc đó em suy nghĩ là bây giờ thế giới nó cũng bình đẳng rồi, nam nữ như nhau, cho nên là khi mà mình muốn quen ai đó thì tìm hiểu về chuyện đó thì nó cũng bình thường thôi, thì mình cứ tìm hiểu đi, nếu mà hợp thì mình tiếp tục, còn không thì thôi mình quất ngựa chứ không, quất ngựa chứ không. Đúng là số trời rồi, hai đứa em sinh ra là nữ dành cho nhau rồi. Còn cái lúc em vào khách sạn, anh muốn hỏi kỹ hơn chút xíu là ổng biểu em, sau khi em đi toilet rồi, ổng biểu em đi tắm đó. Dạ. Rồi em nghe lời ổng, em đi tắm xong. Dạ. Rồi em đi ra, em thấy gì? Em thấy ảnh đang ngồi chờ sẵn. Quấn cái khăn thôi. Nhưng mà nói thật ra khi mà xảy ra chuyện đó, mình mới thấy là anh này, ảnh giống kiểu là ảnh không có kinh nghiệm nhiều. Theo em dự đoán là ảnh chưa có quen ai nhiều. Ảnh rất là lúng túng, cho nên là em thấy cũng vừa dễ thương mà vừa cái gì đó nó chân chất, ngộ ngộ, chắc giống như trong phim vậy đó đúng không? Đó, nằm nghiêng được những cái căn ráo nước, nằm nghiêng ráo nước chờ, nằm nghiêng ráo nước rất là cinema luôn. Nhưng mà cái chiêu mà đi vô khách sạn xả đó đau bụng á, mà thật sự là có đau bụng không? Dạ không, không đúng không? Mà cái chiêu đó là tự phát hay là học hỏi từ đâu? Em coi trên phim. Em coi trên phim. Với lại hồi đó là em quen mấy người trước á, là em nhát lắm, nhát tới nỗi mà nắm tay không dám nắm tay, em phải xin phép, em nói là em cho anh nắm tay cái nha. Cái bé nó mới nói là trời, anh nắm tay nắm đi, có gì đâu phải xin. Cái lúc đó em mới ngại, mới quê. Bị quê liền. Bị quê liền. Sau em coi phim thấy thì cũng mình cũng ráng mình đàn ông mà mình học hỏi. Mình cố gắng mình thử mấy cái cách đó thử coi như thế nào. Nó có ý định trong đầu là quất ngựa không được. Dạ có. Theo em suy nghĩ á, là trước khi mà đến hôn nhân á, thì mình phải trải một khoảng thời gian là tìm hiểu ít nhất 1 năm. Em đặt cho mình cái mức là như vậy đó. Còn nếu mà chưa tới 1 năm mà làm đám cưới đồ này nọ sớm quá thì nhiều khi vô hôn nhân rồi bị sai lầm. Rồi sao bữa đó có truy phong được không? Sao bữa đó đó? Dạ không á. Lần thứ hai xảy ra là cách lần thứ nhất bao lâu? Dạ chắc cũng cỡ 1-2 ngày vậy chị. Trời lâu dữ thì đó. Nhưng mà lần thứ hai là rủ đi đâu nữa? Đi dạo và đi ăn uống. Rồi về khách sạn nữa. Có không? Có. Có chứ không? Trời ơi, chứ tự nghĩ sao? Nghĩ sao tự nhiên đi ăn xong rồi trở về luôn. Rồi lần thứ nhì có kinh nghiệm hơn xíu nữa không? Dạ cũng đỡ hơn chị. Đỡ hơn tới. Mạnh dạng rồi, đỡ rung hơn lần đầu tiên. Bao nhiêu lần thì quyết định là không truy phong nữa. Cỡ tới lần gặp mặt thứ hai, thứ ba là anh đã dẫn về nhà rồi. Xong rồi em cũng thấy là gia đình rất là khó khăn. Là do anh Dũng này, anh là một người rất là thương gia đình. Cái khoảng thời gian trước, 13 tuổi là anh đã đi đánh trống rồi. Anh kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà bao nhiêu tiền đó thì anh đều cho gia đình hết. Và sau đó cách đây 3 năm thì mẹ anh mất vì ung thư. Mà trước cái khoảng thời gian mất vì ung thư á, thì chữa trị rất tốn kém rất là nhiều. Đúng thì rồi. Nhà cũng bán nè, xe cộ cũng bán hết. Lúc em gặp ảnh thì đang ở nhà thuê thôi. Lúc mà bước vô trong đó thì em thấy tội nghiệp, thấy thương. Là mới thương. Dạ. Coi như tự nhiên lúc đó là mình thương. Dạ. Và mình xác định là thôi, người đàn ông này là đúng là người đàn ông mà sẽ đồng hành với mình trong cuộc đời, đúng không? Em với Dũng là lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, em với Dũng với nhau là hơn được 1 năm, năm rồi. Trước đây là em làm gì ở dưới Long An? À, lúc đó em đang làm giáo viên. Dạ, em dạy tiếng Anh. Sau đó thì em lúc đó thì em chấm dứt hợp đồng. Thì anh này anh nói là thôi em cứ chạy lên chạy xuống Long An vậy hoài. Anh thấy em cực quá. Và em thấy cái anh này anh quá nhiệt tình, thật sự là anh quá nhiệt tình với mình. Vào cái lúc đó, dạ em đồng ý. Xong hai đứa về ở chung trong cái căn đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Ở chung trong bao lâu? Ở chung được 1 năm chị. Thì là tiến tới hôn nhân. Dạ đúng. Bây giờ là các em vẫn ở đó luôn? Dạ tụi em ở chỗ khác rồi, tụi em có nhà rồi. Ôi chúc mừng. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, lúc mà hai đứa về ở chung với nhau vậy thì có gây lộn nhiều không? Dạ có nhiều lắm chị. Ban đầu á là rất là hồn nhiên, tiền ai nấy xài. Chỉ có nào chung á thì mới bỏ ra rồi chia đều ra thì em thấy vẫn rất ok. Xong rồi có lần em về nhà thì và em thấy là ba em đi làm về nhà bao nhiêu tiền đưa cho mẹ hết. Cái mẹ cũng hỏi em là ủa vậy chứ Dũng đi làm về có đưa tiền con không? Em cũng nói mẹ, nói thật mẹ là tiền ai nấy xài. Thì mẹ nói là mẹ không có can thiệp vào cuộc sống của hai đứa, nhưng mà mẹ nói là sẽ sau này sẽ có những cái cần quỹ chung để giải quyết thì hai đứa nên suy nghĩ. Đó thì em về em cũng suy nghĩ lời mẹ nói rồi em thấy anh này lúc mà ở chung á thì ảnh rất là thích mua ba cái đồ linh tinh thì em thấy nói cái đó nó phí quá phí. Dạ bắt đầu em mới khó chịu, em nói thì lúc ban đầu phản kháng ghê lắm
không có chịu là đưa tiền liền đâu. Cũng giống kiểu là cũng vẫn muốn là tiền ai nấy xài như vậy thôi. Một khoảng thời gian sau thì chịu đưa tiền cho em. Mỗi ngày em phát 50 ngàn. Em phát 50 ngàn. Nhưng mà sau đó đùng một cái em phát hiện ra là anh ta có quỷ đen mày một cái túi màu đen nhỏ ở trong cái túi quần lẫn vô bên trong, giấu 5 triệu bạc trong đó. Rồi lúc đó em tức quá trời, vừa khóc lóc vừa nói chuyện các thể loại đồ này nọ. Rồi cuối cùng là hai đứa mới đi tới thống nhất là cam kết với nhau là mỗi ngày giờ em gửi anh, em đưa cho anh 150. Còn bao nhiêu tiền anh đưa em hết. Là lên giá hay em lên luôn á. Trời, lúc đó em nói luôn là tại tiền em đưa anh ít quá, không có đủ tiền ra đường xài, nội tiền ăn uống đổ xăng không là một cỡ là không đủ. 50 cho ngàn ta một ngày. 50 ngàn là xài gì luôn. Là tháng tới 1 triệu rưỡi. Con 1,5 triệu bạc. Còn quỷ đen nữa không? Dạ hết rồi. Thầy thôi nói chung mình cũng mừng đi chị. Cũng mừng nha. Rồi thôi giờ mấy đứa thương nhau gì chắc để nó nói trước đi. Vợ em á nó có cái tật xấu gì đó, đó nói chị nghe coi. Hay lèm bèm, cằn nhằn, cụ thể cái gì cũng nói được. Chuyện nhỏ nữa mà vẫn bị lèm bèm đâu. Ví dụ tụi em uống nước, uống nước mà đun sôi chứ không có mua nước ở ngoài, uống nước đun sôi để nguội á. Thì uống xong rồi cái em thấy còn nhiều cũng chưa có cạn nhiều hết á. Thì em chưa có nấu nước mới để em đổ vô. Cũng bị chửi luôn. Đi la nữa. Tại vì đúng sao hả? Đúng rồi. Khi mình uống hết rồi là mình phải đun liền, không nói nhiều. Vì sao về mà đun vậy là uống nước sôi sao mà uống chịu nổi. Thấy mới có lưng có tí xíu à. Nó nghe nè, phải gì nè nấu. Nó có lèm bèm mà trong đó em đang tập ảo thuật không hoặc đang tập chống á đó, đó là đang đập đổ mới là có tập xấu đó. Em đang, em đang đập chống á cái la hét nói là ồn quá chịu không nổi nhức đầu quá. Rồi nó nghe nè, có ghen không, có kiểm tra những cái gì nó thuộc riêng tư của em không? Có, cầm điện thoại của em hàng ngày. Nó có xóa hết mấy cái đứa bạn gái trong friend list của em không? Em tự xóa luôn. Sợ lèm bèm á. Ta làm nghệ thuật ta phải có fan đó cô. Không có fan là không được. Bị lèm bèm nó mệt đúng không? Mệt lắm. Rồi còn thật xấu gì nữa? Hay coi chuyện ma. Hay coi mấy cái chuyện trinh thám. Mở điện thoại nằm kế bên em. Em thì hay nằm coi mấy cái TikTok, mấy cái hài hước vui nhộn rồi này kia. Ở bên này chuyện ma. Cái này ngược lại. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ em cũng là người vợ tốt nhưng mà bớt lèm bèm, bớt cằn nhằn lại tí là được. Bớt lèm bèm, bớt cằn nhằn lại. Rồi tới em đó em. Nãy giờ anh nói là anh lòi ra hết tật xấu ảnh rồi. Hay quên là cái điều kinh khủng nhất. Ví dụ như cái chuyện đi lên lầu. Có nghĩa là trước khi đi xuống lầu em đã nói là anh nhớ lấy cái này xuống. Mà khi ảnh bước xuống là không có cái đó trên tay. Nên là phải lèm bèm đó. Rồi tới cái chuyện chìa khóa. Nếu như mà ảnh không giục vô cốp thì ảnh cũng giục vô trong phòng rồi ảnh khóa cửa lại. Cái cửa là em phải nói là phá cửa, leo cửa sổ. Rồi cốp cũng phải phá cốp rất là nhiều lần. Thậm chí là những cái chuyện quan trọng như là đi làm người ta dặn dò cái gì cũng quên. Em cứ sợ là quên này quên kia rồi làm phiền người ta. Cho nên là em cứ phải lèm bèm em nói hoài. Rồi còn gì nữa nè? Dạ với ngủ nhiều mà ngủ rất là say. Ví dụ như là sáng là ngủ tới 6-7 giờ thì đêm qua 10 giờ ngủ thì 6-7 giờ sáng dậy là đủ giấc rồi đúng không? Là 9-10 giờ lại buồn ngủ nữa. Khi mà ngủ là rất là say. Em nhớ đợt đó là ở phòng cũ á, là buổi tối con mèo nó chạy trên cái mái nhà mà cái mái nhà nó lập rồi. Cái là phòng. Cái là phòng á. Nguyên cái là phòng nguyên một mảng bự gì nó rớt xuống cái âm. Là em giật mình em dậy liền. Nó vẫn bạn ngủ. Này quay qua vẫn ngủ. Sợ anh chậm thì cái lỗ nó rất là bự. Xong em mới anh dậy anh ra coi với em coi cái gì. Vẫn ngủ chị, không hề biết một tiếng động gì luôn. Vô tâm. Cái em tự em đi ra em coi luôn anh. Rồi còn cái chuyện đó, ảnh nói em á là tối mà có gì nhớ kêu ảnh nha. Nhưng mà tối em dậy em đau đầu hay là em nhức tai á, em bóp tai. Ổng cũng ngồi dậy ổng hỏi, ủa em bị sao vậy? Em đau đầu, em nhức tai quá. Cái xong không ngã người ra ngủ tiếp. Sáng dậy là quên hết. Rồi sao? Rồi giờ em mong muốn anh thay đổi điều gì? Em mong muốn nhất là cái tật hay quên là thay đổi được. Tại vì em hay nói anh là mình hay quên thì thứ nhất là khi người ta gọi điện, người ta dặn xô thì mình ghi âm lại. Hoặc là mình ghi ra, ghi chú lại. Đó thì mình làm những cái điều đó thì ví dụ mình có quên, bật lên mình nghe lại thì dạo này có làm rồi. Em có muốn thể hiện một điều gì đó với chồng để cho chồng biết là mình rất yêu chồng không? Dạ có, em muốn tặng anh một đoạn trong một bài hát. Đó, lãng mạn vậy luôn. Dạ. Rồi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngàn mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều,
Cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Ôi ôi. Trời ơi, thương quá. Nói chồng cho chồng nói cái gì đi chồng. Ôi. Anh yêu em thôi. Trời ơi. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son như sau. Trước tiên đó chính là một cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal, với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt thiết kế kính âm độc đáo, giúp an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào thân mũ khi cần. M139 an toàn, thời trang tiện lợi. Enterit với dòng sản phẩm Liên ấp Collagen giúp trẻ hóa da từ sâu bên trong. Liên ấp Collagen giúp làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa. Có thành phần collagen, thủy phân từ cá, dễ dàng hấp thụ nhanh chóng gấp 7 lần so với collagen thông thường. Sản phẩm giúp tăng sinh và cải thiện những tế bào hư tổn, đặc biệt tăng độ đàn hồi da, mờ thâm nám hiệu quả. Và món quà thứ ba đó chính là một miếng cước chùi nồi, kèm theo đó chính là một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân, địa chỉ 643 Điện Biên Phủ, phường 1, thành phố Hồ Chí Minh, gần ngã 6. Quà tặng tiếp theo đó chính là một voucher nghỉ dưỡng 5 sao tại Green Bay Phú Quốc Resort and Spa trị giá 10 triệu đồng, bao gồm một đêm phòng Garden View kèm bữa sáng buffet và tiệc trà chiều dành cho hai khách, xe đưa đón sân bay 2 chiều và sử dụng miễn phí tất cả các hoạt động trong resort như chèo, kayak, tập yoga, lặn biển ngắm san hô. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần kiểm tra hiểu ý, đề nghị các bạn đâu lưng lại nha và nghe kỹ câu hỏi của chương trình. Cô bạn thân của chồng bạn tên gì? Rồi, quay ra. Anh Huy ơi, mở ra. Không có, không dễ có. Gì có. Bên này mở ra. Không có. Một cái câu hỏi mà biết trước câu trả lời luôn đó, thiệt luôn á. Mời hai cô dâu bước lên một bước. À, nhìn nhau cười nhẹ một cái, ai cũng đẹp cả. Mời hai cô dâu chuẩn bị ưu tì. Quán tu si. Rồi xong. Hai vợ chồng bác sĩ chọn trước màu gì? Em màu xanh. Màu xanh. Hai vợ chồng Dũng màu gì? Màu hồng. Màu hồng. Rồi chị một. Chị màu vàng đi. Màu vàng đi. Trời ơi sáng lên đi. Rồi mời anh Huy với mời hai chồng Dũng bước lên. Quán hỏi nha. Của ai nói hưởng đi. Của anh Thuận với chị Vân sẽ mở trước nha. Để coi bên trong này gì nha. Một hai. Wow. Chúc mừng em đi tiếp tục ra Green Bay. Rồi hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. Một hai ba mở. Wow, chúc mừng hai vợ chồng anh Huy. Hai anh chị đã nhận được một cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal. Và chúc mừng hai vợ chồng em Dũng đã nhận được phần quà, đó chính là Etheric với dòng sản phẩm Liên ấp Collagen giúp trẻ hóa da từ sâu bên trong. Trước khi kết thúc chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thường xin thay mặt chương trình cảm ơn hai vợ chồng bác sĩ Huy, cảm ơn hai vợ chồng nghệ sĩ em Dũng đến đây tham dự chương trình Vợ Chồng Son và chia sẻ những câu chuyện thật hay và thật ý nghĩa. Còn bây giờ thì chúng ta tạm thời chia tay nhau, chắc chắn là sẽ phải gặp lại nhau hàng tuần vào tối Chủ nhật lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.